Quân AB tôi không phải là Tuấn Hưng thứ hai. Điều hạn chế của quân AB là sau nhiều sản phẩm anh vẫn chưa thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Quân AB bị giới hạn trong sự an toàn của thể loại ballad và chủ yếu là ballad buồn, trong khi giọng hát của anh có thể thử sức ở nhiều chất liệu mới mẻ, thử thách và cá tính hơn. Quân AB có màu giọng ấm lên cao hay xuống trầm đều ổn định, chế giọng chưa mang đến giá trị đặc sắc nhưng so với thị trường hiện đại, khi nhiều giọng nam bị cho là quá nữ tính, quá nhẹ nhàng, sự nam tính trong màu giọng của quân AB đáng được ghi nhận. Quân AB vốn được biết đến như một hiện tượng cover. Thời gian đầu xuất hiện, anh được ví như là bản sao của Tuấn Hưng do những tương đồng về thể loại giọng, màu giọng và cách xử lý. Nhưng quân AB cũng sớm nhận ra rằng nếu cứ vui, thỏa mãn và hài lòng với danh xưng bản sao của Tuấn Hưng, chắc bây giờ không ai biết đến quân AB. Tôi nghĩ bản photo lúc nào cũng mờ hơn bản chính. Tôi phải là quân AB chứ không thể mãi là bản sao Tuấn Hưng. Với ai là người thương em, bông hoa đẹp nhất và bây giờ là lời xin lỗi vụng về, quân AB dần khẳng định quyết tâm của anh là đúng. Quân AB hiện tại dù vẫn đang trong vòng an toàn âm nhạc ballad, nhưng anh cũng đã có một vị trí riêng thay vì được nhắc đến như là bản sao của Tuấn Hưng. Có thể nhìn thấy những thay đổi trong cách hát, cách phát âm lẫn xử lý ca khúc của quân AB trong mục tiêu xóa mác bản sao Tuấn Hưng và xây dựng cá tính âm nhạc độc lập. Quân AB cũng nằm trong danh sách không nhiều những hiện tượng cover tiến thẳng và tiến nhanh vào thị trường. Xóa đi định kiến chỉ chuyên hát lại bài người khác, quân AB rõ ràng đã có những dịch chuyển tích cực trong âm nhạc, nhưng để tiến xa hơn nữa, anh cũng cần phải mạnh dạn bước ra khỏi vòng an toàn và lặp lại của chính mình. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất của nghệ sĩ mà bạn yêu thích nha.